Nào hãy cùng xem. Dạ ấn xuống. Đấy, run quá không mở được. Anh ấy cần em giúp không? Cứ bình tĩnh. Đây đây đây, đây rồi, dạ, mở đây. Đây đây, phần này là phần này. Ok, rồi. Sorry. Wow. Anh muốn sau này có ít nhất phải là 4 đứa con. Dạ. Tại vì thật sự anh rất là thích trẻ em, hơi bị cổ hủ, nhưng mà thật sự anh rất là thích con nít. Nên anh thích nhà lúc nào cũng phải đông vui. Em cũng rất là thích con nít. Thích con nít. Lại có sự tương đồng rồi. Nhưng mà em có một cái thắc mắc là tại sao anh lại chọn cái này là khuyết điểm hoặc là bí mật của anh muốn chia sẻ? Thật sự thì phụ nữ bây giờ không có thích có quá nhiều con, để có lẽ là sẽ làm xấu mình đi, hay sau khi sinh một lần hai lần mà này tới bốn lần thì sẽ coi như là người phụ nữ đa phần người ta không có thích. Khi mà anh muốn có nhiều con á, anh có nghĩ là sau này mình sẽ đồng hành cùng với vợ của mình như thế nào trong việc chăm sóc con và chăm sóc gia đình không? Tất nhiên, tại vì anh là một người yêu trẻ con nên anh không thể nào bỏ mặc hay gì bốn đứa con cho vợ mình. Lỡ mà cái người phụ nữ đó quá bận rộn và mình phải là cái người mà chăm sóc cho gia đình phần nhiều và mình sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cho con cái thì anh thấy sao? Thật sự thì anh có cái dự định là sau này một ngày mình làm ít thời gian thôi, khoảng 3-4 tiếng để mình dành thời gian cho gia đình. Đó là sự chín chắn của một người đàn ông đã bước qua tuổi 30-35, đúng không ạ? Mình có ý kiến nha, mình đang là một người mẹ ba con ạ. Ngạn ngữ Pháp có một câu nói rằng là để chinh phục một người phụ nữ bướng bỉnh và cá tính thì hãy tặng cho cô ấy một đứa con, và cô ấy tự trở nên mềm mại, dịu dàng và âu yếm. Đó là lý do mà cứ mỗi khi mình bướng thì ông sẵn để tặng mình một bé. Thật lòng mà nói á, hồi trẻ thì tôi không thích, nhưng mà bây giờ nghĩ lại thì tôi thấy mình hơi sai. Còn lúc đấy thì phải nói là sợ lắm. Nói thật với các bạn á, nội cái việc cứ đưa nó đi học với đón nó về thôi là xong cuộc đời. Chứ còn làm cái gì á, anh ấy nghĩ là bốn, nhưng mà rồi có khi là có một đứa đầu thì anh ấy hoảng hồn lên. Thôi, chứ là cái này phải để gọi là thời gian sẽ trả lời. Để sự thực chứng minh. Vỗ tay cho chàng trai Thích có bốn đứa trẻ. Cảm ơn bạn. Mời bạn hãy cầm hành lý của mình về đúng vị trí.